Bài toán điều chỉnh tranh giới vùng đệm di sản Vịnh Hạ Long được tỉnh Quảng Ninh đặt ra từ năm 2015 và hiện nay vẫn đang được tiến hành nhằm xác định lại vùng đệm cho phù hợp với thực tế. Trao đổi với tuổi trẻ, ông Phạm Đình Huỳnh, Phó trưởng ban quản lý Vịnh Hạ Long cho biết, những dự án lấn biển có vùng đệm Vịnh Hạ Long gồm nhiều khu vực, chẳng hạn như dự án khu du lịch và giải trí Tuần Châu có quy mô ban đầu chỉ khoảng 300 hectare, sau nhiều lần được điều chỉnh quy hoạch đã mở rộng lên tới 1.000 hectare. Dự án khu đô thị Hùng thắng quy mô 248 ha. Theo ghi nhận của phóng viên, gần bến tàu Tuần Châu hiện nay là những dãy nhà liền kề, khách sạn sang trọng thuộc dự án khu đô thị Tuần Châu Marina. Đặc biệt, khu vực này đã được đầu tư xây dựng, quy hoạch đồng bộ hạ tầng kỹ thuật nhưng rất vắng người ở, thậm chí nhiều căn nhà liền kề vẫn bỏ không và nhiều căn khác treo biển bán lại hoặc cho thuê. Cách Tuần Châu không xa là dự án khu đô thị Hùng Thắng thuộc phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long, có quy mô 248 hecta được chia làm 3 bán đảo. Từ năm 2013 đến nay, chủ đầu tư dự án đã xây dựng, đưa vào hoạt động một số dự án thành phần như chung cư, khu nhà phố liền kề sang hồ, khu tổ hợp thương mại và giải trí Hạ Long Marina Plaza. Những dự án thành phần này đều được hình thành sau khi lớn Vịnh Hạ Long, trong số đó phải kể tới dự án Horizon Bay Hạ Long, quy mô trên 10 hecta với hàng trăm biệt thự liền kề cao 6 tầng, biệt thự song lập cao 3 tầng, được quảng cáo là sở hữu tầm nhìn ôm trọn Vịnh Di Sản. Tính đến năm 2021, Quảng Ninh là một trong những địa phương có nhiều dự án lớn biển nhất, với hơn 40 dự án và quy mô diện tích lên tới hàng ngàn hectare. Các dự án cùng với khu dân cư hiện hữu trước đó có phần định hình không gian đô thị của Quảng Ninh. Trong cuộc họp về xây dựng đề án điều chỉnh tranh giới vùng đệm di sản Vịnh Hạ Long của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh giữa tháng 5 năm 2023, địa phương này xác định thời điểm lập hồ sơ di sản Vịnh Hạ Long trình UNESCO ghi danh cách đây gần 30 năm. Phần tranh giới vùng đệm được thực hiện theo khuyến nghị kéo dài từ 4 đến 5 km tính từ tranh giới vùng lõi trở ra do đó hầu hết các phường tại thành phố hạ long như tuần châu đại yên hùng thắng bãi cháy hồng hà hồng hải hà tu hà phong các xã đảo ngọc vừng thắng lợi của vân đồn xã hoàng tân của quảng yên và một phần quần đảo cát bà hải phòng đều đang nằm trong vùng đệm di sản vịnh hạ long điều này đã dẫn đến khó khăn cho công tác quản lý bảo tồn sử dụng và phát huy giá trị di sản thế giới vịnh hạ long và vùng đệm ảnh hưởng không nhỏ đến chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong hiện tại và tương lai